miền Trung Việt một làm ta. Phải xa nhau mười mấy năm.
sông cơ cổ cánh màn trời chiêu đất khi tuổi đời mới lên bãi lên. Tư cô vô thân nay gặp lại anh lang cảm thấy mừng mừng tuổi tôi. Một câu tâm sự lời khôn cạn e nhắc lòng. Sớm mùa thu, Lan, em ở lại nhà trông con trẻ. Anh đem hàng xuống chợ bán rồi mua gạo. Anh sẽ về trước với con chiều. Vâng. Ôi, Minh đi con, Minh đi con. Cha đi xuống chợ bán hàng, chiều về đi con. Đừng khóc nữa, cha giận cha đi luôn à. Kìa, anh đừng nói gỡ không nói. Sao, sao em cứ mãi dĩ đoan cho thêm nhọc người. Trước phút ra đi, xin anh hãy tránh dùng cho em tất cả những điềm lo sợ. Để em được yên tâm trong anh không có gì trắc trở. Cũng như em đã mừng vui hớn hở sau mỗi lần tan chợ đón anh. Tình phu thế phụ tử mà không gìn giữ bản thân. Anh khuyên em đừng quá dĩ đoan rồi hoang mang lo sợ. Người mang chi lớn không ai chọn cái chết ở đầu chợ góc nhà mà phải chết trên yên chiến mà. Thì gan mặc như tiền nhân muôn thở ghi trong sử sanh kim cố hào. Từ nay em khỏi bận tâm suy nghĩ, hãy chăm lo săn sóc cho con. Anh đi xuống chợ sẽ về khi trời chưa tối, bữa ghi còn chiều em nhớ đợi chờ anh. Rồi chàng đi xuống non, khách đến chưa thấy về. Nàng lo ngại từng cơn không yên giấc. Dù con lòng sẽ khóc, nước mắt tuôn dầm tràn. Mây phen đi hỏi thăm nhưng bóng chim.
mẹ đây suốt nửa đời người vẫn nghi thúc hoài cảnh một